Thấu hiểu nhu cầu đi lại thường xuyên của hành khách, đặc biệt là quý hội viên bông sen vàng, Vietnam Airlines ra mắt sản phẩm mới Skypass vô cùng tiện lợi. Đây là gói vé máy bay định danh một khách dành cho hội viên Lotus Mile, bông sen vàng, từ 12 tuổi trở lên, bao gồm một số chuyến bay khứ hồi với hành trình xác định trước trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm mua gói. Skypass bao gồm 12 gói vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông tiêu chuẩn và thương gia với các combo từ 5 vé đến 15 vé máy bay hành trình nội địa và mức giá chỉ từ 17.570.000 đồng. Để sở hữu gói Skypass với mức giá ưu đãi cùng hàng loạt quyền lợi như cộng giảm thưởng, giảm xét hạng, hành lý và phòng chờ như khi mua vé lẻ, hành khách thực hiện các bước đơn giản sau. Bước 1. Khách hàng truy cập vào website www.vietnamairlines.com và chọn mua sắm, sau đó chọn gift voucher. Bước 2. Sau đó, khách hàng tiếp tục ấn vào ô Vietnam Airlines Skypass. Bước 3. Khách hàng lựa chọn gói theo nhu cầu, kiểm tra thông tin và điều kiện sử dụng gói. Bước 4. Khách hàng chọn thanh toán ngay và điền đầy đủ thông tin như yêu cầu. Sau khi thanh toán thành công, khách hàng sẽ nhận được mã voucher qua email hoặc số điện thoại đã đăng ký. Để kích hoạt và sử dụng gói Skypass, hành khách thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Sau khi mua voucher thành công, quý khách hàng ấn vào nút sử dụng voucher để điền thông tin vào mẫu đăng ký để sử dụng voucher trước 24 giờ kể từ thời điểm khởi hành. Bước 2. Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin trong mẫu đăng ký, hành khách ấn vào ô đăng ký và đợi phản hồi của đơn vị tiếp nhận thông qua email đã đăng ký trong vòng 24 giờ. Bước 3. Thông báo đồng ý hoặc từ chối cung cấp dịch vụ sẽ được gửi về email đã đăng ký của khách hàng. Tham khảo ngay thông tin và dinh về combo quyền năng Skypass của Vietnam Airlines bạn nhé! Skypass, bay càng nhiều, giá càng yêu!